Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh bếp nhà. Món thịt ngâm nước mắm chắc đã không còn xa lạ gì với các bà nội trợ thường có thói quen tự tay chuẩn bị các món ăn cổ truyền cho dịp Tết Nguyên Đán. Món thịt ngâm mắm đậm đà thơm lừng với thớ thịt chắc, phần mỡ trong veo, lớp da giòn dai là món ăn được nhiều thành viên trong gia đình yêu thích cho mà xem. Mình chỉ cần tranh thủ chút thời gian là có thể làm ra được một hũ thịt heo ngâm nước mắm ngay tại nhà rất chất lượng rồi. Để có món thịt ngâm nước mắm thật thơm ngon thì cần một số mẹo nhỏ đó cả nhà. Giờ mình cùng vào bếp để khám phá những bí quyết làm cho món ăn này thêm phần hấp dẫn nha. Tùy sở thích gia đình muốn ăn thịt hay mỡ nhiều mà mình có thể linh động chọn phần thịt đùi hay ba rọi đều ngon nha cả nhà. Dưới phần mô tả, bếp nhà có để nhiều video hướng dẫn nấu các món Tết, cả nhà tham khảo thêm nha. Thịt sau khi mua về các bạn ngâm rửa với hỗn hợp nước muối loãng theo tỷ lệ 1 lít rưỡi nước pha với 2 muỗng cà phê muối ăn hoặc muối hột. Khuấy cho thật tan đều với nhau rồi cho thịt vào rửa kỹ cho miếng thịt được sạch sẽ và tẩy bớt mùi. Sau đó mình xả lại nhiều lần với nước sạch nha. Với phần nước luộc thịt, các bạn lưu ý khi nước nóng lên thì mình cho thêm 2 củ hành tím, 4 cây sả đập dập, 4 lát gừng và 4 tép tỏi. Rồi xếp thịt vào và luộc cùng với 1 muỗng cà phê muối. Các nguyên liệu này giúp thịt sau khi chín rất thơm và đậm đà. Phần nước ngâm cũng rất đơn giản, các bạn chỉ cần pha theo tỷ lệ 500g đường vàng cùng 500ml nước mắm, thêm vào 1/2 muỗng cà phê tiêu hột nữa. Khuấy đều trên lửa vừa cho đường tan đều và vớt bọt để nước ngâm được trong. Chúng ta sẽ nấu cho đường vừa tan và hỗn hợp nước mắm sánh mịn như thế này là có thể tắt bếp và để thật nguội thì mới đem đi ngâm thịt được nha. Thịt sau khi luộc đủ thời gian vừa chín tới, các bạn vớt ngay ra một tô nước đá để miếng thịt được săn và chắc lại. Ngoài ra, các bạn dùng nước đá cọ rửa thêm cho miếng thịt được sạch và bông hết phần bọt bám vào. Như vậy, thịt sẽ bảo quản được lâu và phần mỡ sẽ trong hơn khi ngâm đó cả nhà. Trước khi xếp thịt vào hũ keo sạch, các bạn dùng khăn bếp sạch thấm cho miếng thịt thật khô. Thao tác này giúp thịt sau khi ngâm lên màu rất đẹp và bảo quản được lâu nữa. Để cho món thịt ngâm hoàn thành thơm ngon đậm đà hơn, mình cần chuẩn bị thêm vài trái ớt, một ít hành tím và tỏi cắt lát. Các bạn nhớ xếp xen kẽ giữa thịt và hành tỏi khi ngâm nha. Cả nhà lưu ý nè, là tất cả các nguyên liệu từ thịt cho đến hành tỏi ớt mình đều phải rửa sạch và thấm khô nước rồi mới tiến hành ngâm mắm để tránh làm nước ngâm bị đục nha. Mình từ từ chế nước mắm vào hũ cho ngập luôn phần thịt. Sau khi thêm nước mắm, các bạn đậy thật kín và để nơi có nắng gắt từ 7 đến 10 ngày là có thể dùng được. Nắng càng gắt thì phần mỡ càng trong khi ngâm đủ ngày, nhưng lưu ý là phải tránh mưa, vì nếu để mưa lọt vào sẽ làm mốc thịt và nước mắm sẽ bị đục ngay. Thịt ngâm đủ thời gian và đủ nắng thì phần mỡ sẽ rất trong, phần da và thịt ngâm đủ mắm lên màu nâu rất hấp dẫn. Thịt ngâm mắm các bạn chỉ cần cắt lát, cuốn cùng bánh tráng và rau sống ăn rất là ngon. Hoặc đơn giản là dùng kèm các loại dưa kiệu hay dưa hành cũng rất hấp dẫn và hao cơm. Các bạn nhớ thử công thức này nha, đảm bảo thành công 100% cho mà xem. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video thịt ngâm mắm. Nếu thấy video này hữu ích, cả nhà hãy ủng hộ kênh bằng một nút Super Thanks hoặc nhấn đăng ký kênh. Nếu bạn muốn bếp nhà nấu món nào thì để lại bình luận dưới video nha. Bếp nhà xin chào và hẹn gặp lại!